chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với màn nhỏ của Minh Thạnh Vlog. Đầu tiên Thạnh cũng xin được gửi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thạnh Vlog. Không để gì hơn, một lần nữa Thạnh xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây Thạnh cũng xin nhắn nhủ với tất cả anh chị em và các bạn cùng làm YouTuber. Mong tất cả anh chị em và các bạn hãy đến với nhau bằng tất cả sự chân thành và hãy dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất với thông điệp hãy cho đi để được nhận lại. Video hôm nay Thạnh xin chia sẻ Avatar V13R 2021 đột ngột ra mắt với kiểu dáng như Exciter 150 không cần bóp côn. Avatar V13R 2021 là một mẫu xe số sở hữu ngoại hình vô cùng thể thao và hầm hố, thu hút được nhiều sự chú ý của người tiêu dùng. Nhưng cũng chính vì kiểu dáng này mà Avatar V13R 2021 đã phải hứng chịu nhiều tai tiếng từ các dòng ý kiến trái chiều. Avatar V13R 2021 vốn là một dòng xe nội địa tại Malaysia thuộc dòng xe số phổ thông, nhưng không hiểu sao nó lại có kiểu dáng vô cùng tương đồng với dòng xe Yamaha Exciter 150. Chính xác thuộc thế hệ Exciter 150 từ năm 2015 đến năm 2018. Avatar V13R 2021 đạo nhái mọi bộ phận ở dàn áo của Exciter 150, chẳng hạn như đèn lái, đèn hậu và chắn bùn trước sau. Tuy nhiên ở kích thước khiêm tốn hơn và chúng chỉ được hoàn thiện ở mức trung bình, không trao chuốt và hàng mỹ như Exciter 150 bản gốc. Avatar V13R 2021 được nhà sản xuất trang bị một chiếc đồng hồ Analogger hiển thị nhiều thông tin liên quan đến quá trình vận hành. Trang bị nổi trội nhất trên Avatar V13R 2021 có lẽ là cổng sạc USB nằm song song với ổ khóa, một trang bị khó có thể bắt gặp trên những mẫu xe số phổ thông trong cùng tầm giá. Dàn chân Avatar V13R 2021 làm cho người nhìn có cảm giác cứng cáp bằng bộ mâm 5 chấu kép, mang hơi hướng của dòng mâm Rider 150. Về hệ thống thắng thì bánh trước sử dụng thắng đẻ, bánh sau sử dụng thắng đùm. Ở những dòng xe nhái như Avatar V13R 2021, chúng ta rất có thể để bắt gặp những logo thương hiệu xuất hiện trên các chi tiết phụ tùng của xe. Dù Avatar V13R 2021 sở hữu cái tên nghe rất ngầu, nhưng thực tế dung tích động cơ của xe chỉ ở mức 124 cm3, cho ra công suất tối đa 7,8 HP đạt ở ngưỡng tua 7.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 8,5 nanomet tại 5.500 vòng trên phút. Exciter 150 không côn đã lên kệ tại đại lý cùng mức giá quá hợp lý. Mẫu xe số có thiết kế đẹp mắt đã về đại lý với giá bán hấp dẫn cùng diện mạo khá giống với Yamaha Exciter 150. Sau khi ra mắt, mẫu xe số Avatar V13R 2021 đã chính thức về đại lý tại Malaysia. Theo đó, mẫu xe cùng phân khúc với Honda Way Alpha được bán ra với mức giá tương đương khoảng 29,5 triệu đồng. Với mức giá này, Avatar V13R 2021 được xem là tân binh đáng gờm trong phân khúc xe số phổ thông tại thị trường này. Tại các đại lý ở Malaysia, Avatar V13R 2021 được phân phối với 4 tùy chọn về màu sắc bao gồm xanh, đen, đỏ và xám. Dựa trên những hình ảnh được đăng tải có thể thấy rằng diện mạo thực tế của Avatar V13R 2021 khá phong cách và thể thao. Thiết kế của Avatar V13R 2021 có nhiều điểm tương đồng với mẫu xe cùng tay Underbolt Yamaha Exciter 150 tại thị trường Đông Nam Á. Hiện tại Avatar V13R 2021 chỉ được phân phối tại thị trường Malaysia. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe số khác của Honda như Way 125i hay Honda Way Alpha tại thị trường này.
Và vừa rồi là thông tin và hình ảnh về mẫu Exciter 150 không côn đã lên kệ tại đại lý, có tên là Aveta V13R cùng mức giá bán của mẫu xe này. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thay video hỗ trợ Thành xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.